Xin kính chào anh chị em đồng nghiệp Mường Thanh. Chúng ta đang cùng nhau theo dõi bản tin nhà Mường 24 giờ, nơi cập nhật những thông tin và hoạt động nổi bật của tập đoàn khách sạn Mường Thanh. Bản tin số 23 phát sóng vào ngày 10 tháng 5 năm 2019 sẽ có những nội dung chính sau đây. Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm đạt giải bạc giải thưởng quy hoạch đô thị quốc gia. Mường Thanh vinh dự được trao bằng chứng nhận chuỗi khách sạn tư nhân lớn nhất Đông Dương. Đại học Kỷ lục Thế giới trao bằng cử nhân thực hành cho Chủ tịch Lê Thanh Thản. Mường Thanh tham gia Job Expo, ngày hội việc làm ngành du lịch và khách sạn 2019. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là tin vui đến từ tổ hợp khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm với việc xuất sắc giành giải bạc tại lễ trao giải thưởng quy hoạch đô thị quốc gia vừa qua. Tối ngày 25 tháng 4 tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô Hà Nội, lễ trao giải thưởng quy hoạch đô thị quốc gia được tổ chức lần thứ nhất. Giải thưởng được xét chọn đối với 4 thể loại công trình tác phẩm: tổ hợp khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm Nghệ An thuộc quản lý của tập đoàn khách sạn Mường Thanh đã xuất sắc giành giải bạc tại hạng mục giải thưởng dành cho các khu vực đã được đầu tư xây dựng. Anh Phạm Hồng Dũng, Phó Tổng Giám đốc tập đoàn và anh Đinh Quốc Thắng, Phó Tổng Giám đốc tập đoàn đã đại diện lên nhận giải thưởng từ ban tổ chức. Được đầu tư và chính thức đưa vào khai thác từ năm 2016, khu du lịch sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm là khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp tổ hợp giải trí hiện đại đầu tiên của tập đoàn Mường Thanh. Một trong những điểm nhấn của khu du lịch sinh thái này là vườn thú safari lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ với nhiều loài thú quý hiếm như sư tử, hổ, tê giác, hươu cao cổ, voi. Ngoài ra, khu du lịch sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm còn được đầu tư khách sạn và khu biệt thự nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao, khu công viên nước hiện đại và dịch vụ tắm bùn thư giãn. Với những đóng góp to lớn của tập đoàn Mường Thanh trong sự kiện đặc biệt Hội ngộ kỷ lục gia lần thứ 37 diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh vừa qua, tập đoàn khách sạn Mường Thanh đã vinh dự được trao bằng chứng nhận chuỗi khách sạn tư nhân lớn nhất Đông Dương. Bên cạnh đó, chủ tịch tập đoàn ông Lê Thanh Thản cũng được trao bằng cử nhân danh dự của Viện Đại học Kỷ lục Thế giới. Sáng ngày 26 tháng 4 tại thành phố Hồ Chí Minh trong chương trình Hội ngộ kỷ lục gia lần thứ 37, anh Nguyễn Văn Hùng, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính đã đại diện tập đoàn lên nhận bằng chứng nhận kỷ lục chuỗi khách sạn tư nhân lớn nhất Đông Dương từ tổ chức kỷ lục Đông Dương. Chị Lê Thị Thu Nguyệt, trưởng phòng truyền thông tập đoàn khách sạn Mường Thanh cho biết, việc Mường Thanh được công nhận kỷ lục chuỗi khách sạn tư nhân lớn nhất Đông Dương không chỉ cho thấy tốc độ phát triển nhanh của chuỗi khách sạn Mường Thanh mà còn góp phần khẳng định thương hiệu Việt Nam chất lượng cao tại thị trường nước ngoài. Chiến lược phát triển trong thời gian tới của chúng tôi là tiếp tục nâng cấp dịch vụ và tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng hoạt động ra thị trường các nước trong khu vực. Tính đến nay, tập đoàn khách sạn Mường Thanh đang sở hữu hệ thống 60 khách sạn và dự án khách sạn đạt tiêu chuẩn 3, 4 và 5 sao quốc tế, có mặt ở hầu hết trên khắp đất nước Việt Nam và tại thủ đô nước bạn Lào. Hiện tổng lượng phòng hệ thống khách sạn Mường Thanh cung cấp cho thị trường chiếm 10% tổng lượng phòng lưu trú cả nước, với 11.000 phòng nghỉ tiêu chuẩn. Mỗi năm đều có những khách sạn mới ra đời không chỉ ở các địa điểm du lịch nổi tiếng mà cả những địa phương khác, thỏa mãn nhu cầu của khách hàng tại phân khúc trung và cao cấp khác nhau. Cũng tại chương trình, chủ tịch tập đoàn ông Lê Thanh Thản cũng được nhận bằng cử nhân danh dự của Viện Đại học Kỷ lục Thế giới là trường đại học Hàn Lâm nhằm đào tạo sinh viên, các nghiên cứu sinh về các lĩnh vực khác nhau, không phân khoa đào tạo như trên thế giới hiện nay mà hoạt động theo quy mô đặc thù tinh gọn như một viện tư liệu và nghiên cứu tổng thể về những giá trị sáng tạo và nội dung kỷ lục của cộng đồng kỷ lục gia trên thế giới, hoạt động ngoài hệ thống Hàn Lâm, chuyên gia tìm kiếm các kỷ lục, lưu giữ các chất xám, vinh danh các kỷ lục gia có đóng góp tích cực cho cộng đồng xã hội, quảng bá tất cả các giá trị nội dung về kỷ lục trên toàn thế giới. Chủ tịch của chúng ta cũng vui vẻ chia sẻ rằng, trước nay bản thân toàn đi tặng hoa chúc mừng người thân, bạn bè, con cháu trong ngày vui nhận bằng. Đây là lần đầu tiên trong đời ông được người thân chúc mừng tấm bằng cử nhân danh dự của Viện Đại học danh tiếng. Là người sáng lập tập đoàn Mường Thanh, cuộc đời của chủ tịch Lê Thanh Thản cũng chính là quá trình phát triển của tập đoàn từ khi còn là doanh nghiệp nhỏ, hoạt động giới hạn trong tỉnh Lai Châu, Điện Biên. Đến nay, Mường Thanh đã phát triển trở thành tập đoàn kinh doanh đa ngành nghề với hai lĩnh vực cốt lõi gồm bất động sản và khách sạn. Qua đó tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng chục nghìn cán bộ nhân viên tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Một trong những yếu tố quan trọng để thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch đó chính là tài nguyên con người. Sự xuất hiện của con người, vai trò của người lao động trong lĩnh vực du lịch là rất quan trọng, quyết định chất lượng dịch vụ, nâng cao hình ảnh du lịch quốc gia. Chính vì vậy mà tập đoàn khách sạn Mường Thanh đã có mặt tại Job Expo, ngày hội việc làm ngành du lịch và khách sạn năm 2019 vừa qua.
Job Expo, Ngày hội Việc làm ngành du lịch khách sạn 2019 là cầu nối giữa các trường đại học, các sinh viên và các doanh nghiệp để có thể tạo ra một môi trường cởi mở, tạo cơ hội cho các bạn sinh viên được tiếp cận và kết nối với các doanh nghiệp du lịch hàng đầu Việt Nam. Song song với đó, các doanh nghiệp cũng tìm ra những nhân tố xuất sắc trong ngành du lịch, tìm ra đội ngũ nhân lực trẻ có chất lượng, lựa chọn các ứng viên tiềm năng và kết hợp quảng bá thương hiệu doanh nghiệp của mình. Đơn vị duy nhất của Việt Nam được đề cử hạng mục giải thưởng thương hiệu khách sạn dẫn đầu châu Á của World Travel Awards WTA, đó là tập đoàn khách sạn Mường Thanh cũng có mặt tại ngày hội việc làm này và có gian thông tin nổi bật tại sảnh A1 trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Gian thông tin của tập đoàn khách sạn Mường Thanh đã giành được sự quan tâm đặc biệt của các bạn sinh viên, đặc biệt là chuyên ngành du lịch khách sạn năm thứ 3, năm thứ 4. Tại đây, các bạn sinh viên đã rất hào hứng khi được nghe tư vấn, tìm hiểu lộ trình phát triển nghề nghiệp và bày tỏ nguyện vọng có cơ hội trở thành một thành viên dưới mái nhà Mường Thanh trong tương lai. Tại ngày hội việc làm Job Expo, tập đoàn khách sạn Mường Thanh mang đến cơ hội được làm việc chính thức tại nhiều bộ phận khác nhau trong khách sạn như bộ phận kinh doanh, lễ tân, nhân sự và cơ hội thực tập cho tất cả các bạn sinh viên năm thứ 3, năm thứ 4 yêu thích ngành du lịch khách sạn đang có nhu cầu tìm kiếm hoặc môi trường thực tập có thể học hỏi thêm và trao dồi thêm những ứng dụng lý thuyết trên ghế nhà trường vào thực tiễn. Trong phần tiếp theo của chương trình sẽ là những hoạt động đáng chú ý của tập đoàn khách sạn Mường Thanh trong 2 tuần vừa qua. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm và trung tâm giải trí VRC thuộc tập đoàn khách sạn Mường Thanh đã đón gần 70.000 lượt khách tới tham quan, trong đó khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm tăng tới 30% doanh thu so với cùng kỳ năm ngoái. VRC đón hơn 8.000 lượt khách, doanh thu đạt 1,7 tỷ đồng, duy trì mức doanh thu so với cùng kỳ năm ngoái. Trong bối cảnh thị trường trung tâm vui chơi giải trí thành phố Vinh có sự cạnh tranh ngày càng gay gắt với sự góp mặt của nhiều thương hiệu lớn, việc đảm bảo được doanh thu và chất lượng dịch vụ là một sự nỗ lực đáng ghi nhận của tập thể cán bộ nhân viên VRC. Mục tiêu năm 2019 của VRC vẫn là trung tâm giải trí hàng đầu thành phố Vinh, luôn luôn nỗ lực thay đổi để mang đến trải nghiệm mới, phong cách mới cho khách hàng. Với những đóng góp tích cực cho hoạt động năm du lịch quốc gia 2018 Hạ Long Quảng Ninh và diễn đàn du lịch ASEAN 2019, khách sạn Mường Thanh Luxury Quảng Ninh vừa vinh dự nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ngay từ giai đoạn cuối năm 2017, khi biết kế hoạch sự kiện năm du lịch quốc gia tại Hạ Long, khách sạn đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, chỉnh trang lại trang thiết bị, dịch vụ cũng như nguồn nhân lực, đảm bảo điều kiện tốt nhất phục vụ cho sự kiện lớn trong năm du lịch quốc gia năm 2018. Đây là trái ngọt dành cho những nỗ lực và cố gắng hết sức mình của toàn bộ lãnh đạo và tập thể cán bộ nhân viên khách sạn. Nhằm giúp đỡ, động viên và chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, ngày 3 tháng 5, Tập đoàn Mường Thanh đã trao 47 suất quà tới gia đình và các bệnh nhân mắc bệnh ung thư máu, bệnh nhân mắc chứng đau tủy xương và các bệnh nhân mắc chứng máu di truyền điều trị cả đời tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Tại Bệnh viện Ca ở cơ sở Tam Hiệp và Tân Triều, đoàn đã trao tặng 167 suất quà tới tận tay gia đình và bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại các khoa nội, khoa thần kinh, khoa xạ trị và khoa chống đau. Các bệnh nhân có người mắc phải chứng bệnh ung thư, có nhiều người thuộc các hộ nghèo, cận nghèo và có con nhỏ không có tiền điều trị bệnh. Hy vọng với những chia sẻ và giúp đỡ của người Mường Thanh, các bệnh nhân và người nhà sẽ có thêm động lực để tiếp tục kiên trì chữa bệnh. Ngày 3 tháng 5, tại hội trường Mộc Lan, khách sạn Mường Thanh Holiday Mộc Châu đã diễn ra lễ phát động chương trình Nếu tôi là GM, hướng tới kỷ niệm 3 năm ngày khách sạn Mường Thanh Holiday Mộc Châu chính thức đi vào hoạt động. 12 tháng 6 năm 2016, 12 tháng 6 năm 2019. Chương trình Nếu tôi là GM được Ban Giám đốc và Bộ phận Nhân sự Mường Thanh Holiday Mộc Châu phát động với mong muốn lắng nghe ý kiến đóng góp, đề xuất và sáng kiến hay của cán bộ nhân viên nhằm hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc quản lý, điều hành khách sạn, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và mang lại hiệu quả công việc cao, đáp ứng các dịch vụ tốt nhất đến với khách hàng. Kết quả của chương trình sẽ được Hội đồng Thẩm định công bố và trao giải tại tiệc nhân viên của khách sạn Mường Thanh Holiday Mộc Châu. Khi đi làm thì việc trở thành một nhân viên xuất sắc có lẽ là mục tiêu của hầu hết chúng ta. Tuy nhiên thì để đạt được mục tiêu này là không hề dễ dàng chút nào. Và trong bản tin ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng gặp gỡ nhân viên xuất sắc nhất văn phòng điều hành năm 2018 để xem anh ấy có lời khuyên gì cho anh chị em nhà Mường nhé. Xin chào các bạn. Tôi là Hoàng Văn Lâm. Tôi là nhân viên xuất sắc nhất văn phòng điều hành năm 2018. Và bây giờ tôi xin hướng dẫn các bạn cách để trở thành nhân viên xuất sắc nhất. Số liệu cậu vừa làm này đúng không? Tại sao làm sai hết cả như này? Trình bày thì cẩu thả, số liệu thì sai,
Không hiểu cậu một tháng rồi tại sao cậu làm cái bản báo cáo đấy. Này, cái từ giờ tôi nói thì cậu nghe gì không đây? Dạ, em vẫn đang nghe. Thưa các anh chị, hôm nay tôi sẽ giới thiệu các anh chị một dự án đặc biệt mà bên đối tác NASA vừa trình bày với chúng ta để chúng ta triển khai. Đó là dự án đi lên trời hay sao? Hay sao? Dự án rất quan trọng, rất đặc biệt. Có anh chị nào xung phong nhận dự án đặc biệt này không nhỉ? Làm rồi ơi. Ủa chết rồi, em cũng không làm. Lên đây mấy nghìn năm thì sao? Không, không. Khó lắm. Vâng. Khó quá. Ai đây? Anh. Để em. Được. Tốt, nhất trí. Hết rồi, xong xong. Em à, nếu anh là nhà thơ, ông sẽ tặng em những vần thơ bất hủ. Còn nếu anh là nhạc sĩ, ông sẽ viết thơ những bài hát đi cùng năm tháng. Còn nếu anh là lập trình viên, ông sẽ viết tặng em những đoạn code mà em không thể chối từ tình yêu của anh. Và nếu có thể làm tất cả những điều gì có thể, ông sẽ chứng minh tình yêu của mình đối với em. Alo, sếp ạ. Dạ vâng, em đây. Ngay chiều nay cậu về chuẩn bị hành lý đi. Đi công tác Somali 1 năm nhá. Úi dồi ơi, đi công tác 1 năm á, không được đâu anh ơi. Em còn người yêu ở nhà cơ mà. Cái gì, đây là quyết định cuối cùng rồi, không thay đổi được, cậu đi không? Ồ, dạ không, không, ý em là em có thể đi được 2 năm anh ạ. Cảm ơn anh chị em đã đồng hành cùng với bản tin nhà mừng 24 giờ trong 15 phút vừa qua. Bản tin nhà mừng 24 giờ được phát sóng 2 tuần một số vào 11 giờ trưa thứ 6. Mọi đóng góp cho chương trình vui lòng gửi về địa chỉ email nhamuong@mungthanh.vn. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.